Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Khải Đăng Hải Phòng. Em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Thì ngày hôm nay Khải Đăng ô tô xin review một chiếc Kia Morning số tự động đời 2007 đăng ký lần đầu 2008. Màu đỏ rất đẹp anh em nhé, màu đỏ tươi luôn. Chiếc này biển 15 quê ở Hải Phòng rồi anh em. Trước 2010 mà biển 5 số thì chắc chắn là hai chủ. Đấy, em báo luôn anh em là xe này đã qua chủ thứ hai, người Hải Phòng. Còn chủ trước thì phải xem đăng kiểm mới biết được. Chiếc này thì số tự động máy 1.0, mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng 6 lít trên 100 km anh em nhé. Máy 1.0, 4 máy bình thường, hoạt động rất là trơn tru mượt mà, tốc độ bứt lên rất là tốt. Nó không như cái bản 0.8 anh em ạ, 0.9 thì nó không thể bằng con này được. Màu đỏ đô. Cam kết của em là không đâm đụng ngập nước. Chiếc này thì anh em sẵn về chỉ đổ xăng và đi thôi. Đăng kiểm dài tháng 5 năm 2020 anh em ạ. Về tổng thành ngoại thất thì anh em nhìn thấy rồi, màu đỏ rất là đẹp. Trên nóc thì có dán hai cái đề can màu đen chạy dọc sườn xe. Nhìn cho xe từ bên ngoài nhìn vào trông rất là thể thao. Nó kiểu nó trùng hợp với lại cái màu của cái vẻ che mưa kìa. Nhìn nó giống là nó tạo thành một cái đường song song, nhìn nó rất là đẹp, đẹp mắt. Chiếc này thì vành đúc phanh ABS túi khí đầy đủ anh em nhé. Nốp rất là mới này. Đèn đóm đằng trước anh em nhìn rất là mới nhé. Nẹp e-lock ở chỗ nẹp cửa này, tay nắm cửa chrome, chơi hết rồi, đầy đủ hết. Nói chung là con này anh em về chỉ việc đổ xăng và đi thôi, không phải làm bất cứ một vấn đề gì liên quan đến chiếc xe này hết. Form dáng tất cả sơn si bên ngoài đều làm 100% là căng bóng rồi anh em, không có điểm gì mà xuất sắc ở đây cả. Tất nhiên anh em mua xe cũ về thì luôn luôn có cái đi spa một tí sơn đầu đít, tại vì anh em đi xe anh em biết rồi, theo thời gian sử dụng thì sơn xước sát chút ít là bình thường, nhưng em cam kết là không có đâm đụng gì. Và em đã tỉa sơn đầu đít trước sau cho con xe này, nó rất là mượt mà rồi. Đó, cái Kia Morning đời 2007, 2008 số tự động, tên tư nhân và không có taxi dịch vụ gì. Chẳng ông nào mua xe tự động mà đi dịch vụ đâu anh em. Đấy, bản đủ full túi khí rồi, full phanh ABS đầy đủ hết anh em nhé. Đấy, nhìn lốp nhìn đằng sau kìa anh em, nhìn mấy quả lốp thì đằng sau là yêu rồi. Đó, rãnh rất là sâu luôn. Nhỏ gọn luôn, nách trong phố này, phù hợp với gia đình. Chị em nào ưa màu gam màu nóng thì con này cực kỳ hợp luôn nhé. Rất nhiều người hỏi chiếc này trong thời gian vừa qua. Thì quên chưa báo giá với toàn thể mọi người. Con này bên em đang bán với giá 175 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho anh chị em. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này phù hợp với vợ mình, với mình hoặc là với công việc của mình thì liên hệ với em số điện thoại 0326062789. Đấy, em sẽ quay phần ngoại thất anh em đi một vòng quanh xe. Hình như là không có lỗi nhỏ nào. À kia, trên gương có sắt một tí ti. Xấu cái gì phải nói ngay anh em, cứ bảo khen xe mẹ, toàn khen xe đẹp. Cái gì xấu nói luôn anh em ạ. Đó, đèn đóm cũng rất là sáng mới này. Có cái biển nó hơi bẩn tí nào vĩ sạch. Thế thôi, thương hiệu Kia vẫn còn. Ép inox ở trên kia nhìn rất là trông rất là cân đối và đẹp. Về ngoại thất thì chắc chắn là không phải có gì phải chê đâu. Em sẽ đi vào phần quay nội thất cho anh em xem con này có điểm gì chê không nhá. Ok. Ô lấy giờ mải quay mà không để ý, chiếc này hình như vẫn đang nổ máy anh em ạ. Máy móc cực kỳ êm ru nhá. Chiếc này đang nổ máy. Đây này, găng ti anh em nhìn thấy chưa? Cực kỳ đều luôn. Con này vẫn đang nổ máy, em không hề nghe tiếng máy luôn. Êu. Keo chỉ cánh đầu tiên zin đét 100% luôn. Cam kết với các bác zin đét 100% luôn này. Tapi cực kỳ mới. Đây cái nỉ ở tapi vẫn còn nguyên này. Đó, ôi, đẹp lắm anh em ơi. Ghế bọc da. Da cũng xịn luôn anh em. Ôi trần nỉ nguyên bản không còn một vết bẩn nào. Ok kia có một vết bẩn kia. Công nhận là con này nó nét căng anh em ơi. À đài đóm thì theo xe Kenwood này. Anh em cái đài Kenwood này cực kỳ hay đó nhá. Nên tiếng nhạc rất là hay luôn, chứ không phải là đài bình thường đâu. Đây cam kết của em là không taxi dịch vụ. Anh em nhìn tapno không hề khoan luôn. Nó rất là đẹp. Nhẵn thín này. Tất cả những cái đường sần sần ở trên cái tapno là vẫn còn nguyên, chưa có động chạm gì, máy đang nổ luôn mà không nghe hề nghe tiếng máy. Nãy giờ đi vòng quanh xe không biết là máy đang nổ, sợ thật. Nội thất thì cực kỳ đẹp, ghế da này anh em ngồi trên một đống da với một giá 175 triệu đồng, số tự động nữa. Rất nhiều người hỏi cái giá tầm tiền này con xe này, số tự động thì cực kỳ êm rồi đó em sẽ này. Chắc chắn những chiếc này thì bên về bên chợ ô tô miền Bắc của em về với Khả Năng ô tô thì không nóng đít đâu. Nhanh lắm anh em, đến mua ngay sử dụng luôn. Đẹp như này mà tên tư nhân chính chủ 2007 lại lăn bánh lần đầu 2008, như vậy là mới sử dụng được có tầm hơn 10 năm một chút, nhưng mà chủ xe người ta giữ thế này thì
anh em biết rồi, hỏng làm sao được. Đồ đạc thì lành, thay thế dễ dàng, không có làm bất cứ một thứ gì luôn anh em. Đây, ôi lốp này, sơ cua lốp vẫn còn những cái đồ phao này anh em, ôi sáng trưng luôn. Đó, tất cả những cái đồ này vẫn còn nguyên này, dán phim 3M. Ê ôi, đẹp kinh hoàng. Không biết ông nào ông ấy là chủ của con xe này mà ông ấy đi đẹp như này. Đó, anh em nhìn này, tất cả keo chỉ cốp cũng rất là zin, chưa đâm đụng một ni một tí nào vào máy móc cả. Hay vào thân vỏ hết anh em. Em sẽ mở hết cánh cửa em xem keo chỉ cho anh em xem, đấy chưa? Nguyên zin luôn này. Ôi ông nào ông đi con này giữ kinh. 175 triệu thôi anh em. Alo cho em số điện thoại 0326062789. Đẹp căng đét như này thì anh em chỉ việc đổ xăng và đi thôi, không cần làm bất cứ một cái gì luôn. Đó, giờ em sẽ test phần máy móc và cái phần khoang máy động cơ cho anh em xem nhé. Keo chỉ cột kèo nguyên zin hết, bao cam kết đâm đụng ngập nước, test hãng luôn. Anh em nào đến đây, dẫn anh em chụp anh em thợ lên đây em vẫn cam kết hết. Nếu mà sai em sẽ hoàn tiền cho các bác về đường, đi đường. Đó, chỉ việc liên hệ với em số điện thoại 0326062789. Đây, nãy giờ ngồi trên xe mà không hề biết xe lổ em nhé. Em nói anh em ngồi đây mà bật chắc chắn em không để ý nhá. Đè phát tiếp theo luôn, không hề rung người luôn. Máy nó êm đến mức độ kinh hoàng luôn. Đi chuẩn 12.9 kìa anh em. Đó, em đã đóng cửa vào. Đây, như vậy là máy móc không có một hề một nỗi nầm gì. Đây là cụm chỉnh hộp đi số này, tự động này. Bắc lùi, bắc đỗ này, R là lùi, N là mo, D hai cấp độ, ba cấp độ tiến này. Kia là bên trong có dây AUX này, AUX và cái nối điện thoại, và có cái tàu thuốc có thể cắm củ sạc cho anh em. Em sẽ bật điều hòa lên xem máy móc thế nào. Ôi điều hòa, ôi điều hòa rét run luôn anh em. Chết mẹ, cái con hát mẹ khen hay, có cả hộp tì tay ở đây luôn này. Đó, chế hết lên rồi. Ôi cực kỳ sáng bóng, đăng kiểm dài tháng 5 năm 2020, không taxi dịch vụ một ngày nào luôn, không hề một ngày nào luôn. Đi chuẩn 12.9. Sợ ông nào ông mua con xe đẹp kinh hoàng, kinh hoàng này. Rồi em sẽ tiến lùi phát xem cho anh em xem con xe này nó chất lượng như nào anh em nhé. Ok. Đấy. Ôi lên luôn, lên luôn anh em. Con này máy gầm cực chất này. Nếu anh em mà tìm ra cái lỗi nhỏ của con này có khi em biếu cả xe luôn ấy. Nói vậy, nhưng công nhận con này nó máy gầm nó chất kinh hoàng luôn. Không chê ở cái điểm gì luôn. Với dòng xe số tự động này thì anh em nào chưa đi hoặc đi ít thì em sẽ chỉ anh em cách đi làm sao cho tiết kiệm xăng này. Đó, khi vòng tua lên cao thì anh em có thể nhả chân ga ra một phát để anh em tăng số, như kiểu tăng để cho con xe nó kịp thời nó tăng số ấy. Tăng số ở trên cái hệ điều chỉnh của nó, ví dụ như vào đạp một phát anh em lên số 1, xong rồi bạp phát anh em lên số 2, đạp phát lên số 3 đấy, đấy đấy. Như thế thì anh em sẽ tốn xăng hơn, chứ anh em cứ tì một phát thì nó sẽ tốn xăng. Em sẽ mở phần khoang máy lên để phục vụ anh em xem cái phần máy móc nó trông nó như thế nào và nó có êm ru như em tả hay không. Thì đây là phần khoang máy động cơ của chiếc Kia Morning số tự động đời 2007, đăng ký lần đầu 2008, máy 1.0, 1, 2, 3, 4 máy, cực kỳ dí sát và anh em mới nghe tiếng máy luôn, cực kỳ êm, không có một tiếng động nào dàn cò mổ như kiểu con gà ăn thóc thôi anh em, không hề nghe tiếng gì luôn, êm ru, điều hòa thì rét buốt. Đây keo chỉ capo đây, anh em nhìn này, zin chưa? Bên này cũng zin này, chưa hề đâm đụng ngập nước gì. Này, tất cả những tai đèn này chưa hề vỡ luôn anh em này, ốc áp tai đèn này, đèn này nguyên bản theo xe anh em nhé. Đây này, tất cả những thông số đèn này, đó, đèn xịn mới có, đèn thường không có đâu. Đây, cái bình ắc quy xem, xanh đét luôn anh em, nhìn thấy không? Con này có cần làm gì đâu, không cần mà làm bất cứ cái gì, nỗ rất là tròn này, tất cả những cái này thanh rằng đây, chưa hề đâm đụng gì. Máy chỗ này hơi ướt một tí nhưng mà nó cũng không phải là ướt. Cái này chắc là anh em mới làm dàn cò đây. Êm hết rồi, không có một cái sai sót gì ở chiếc máy này cả. Vậy em đã review xong chi tiết chiếc xe Kia Morning số tự động đời 2007 đăng ký 2008. Anh em nào cảm thấy chiếc này phù hợp với mình liên hệ với em số điện thoại 0326062789. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em thời gian qua. Xin chúc mọi người vạn dặm bình an, thành công trên mọi con đường và luôn luôn tìm được những chiếc xe mà mình ưng ý, đúng giá tiền của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.